Đến 13 giờ 30 chiều ngày 9 tháng 2, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến nhiều tài sản của hai nhà xưởng bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ xưởng gỗ Đông Long trên đường 16, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức. Nhiều người xung quanh chạy tới tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức điều 49 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy. Do đám cháy bùng phát mạnh, kèm theo nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa đã lan sang công ty liền kề, thiêu rụi nhiều tài sản. Đám cháy sau đó cũng được dập tắt hoàn toàn. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy khiến khoảng 200 mét vuông diện tích xưởng gỗ Đông Long và 168 mét vuông diện tích công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến Việt Nam liền kề bị cháy.